Chị kính cẩn xin kính chào bố mẹ và các bé. Trong cuộc sống hàng ngày chắc hẳn là rất là nhiều bố mẹ đã từng phải đau đầu trước những cái đòi hỏi của con, như là bố ơi mua cho con cái này, mẹ ơi mua cho con cái kia. Và không phải là bố mẹ nào cũng có thể là trả lời cho con để cho con có thể hiểu được cái vấn đề đó. Thì ngày hôm nay Phúc Minh Kids xin giới thiệu đến bố mẹ và các bé một bộ sách rất là đặc biệt, bộ sách giáo dục FQ, chỉ số thông minh làm giàu cho trẻ. Thì với bộ sách này thì bố mẹ và các bé sẽ có những cái định hướng đúng đắn về giá trị của tiền bạc, như là cách chi tiêu làm sao cho hợp lý, làm sao để tiết kiệm qua những cái câu chuyện ngộ nghĩnh và rất là đáng yêu. Sách giáo dục FQ chỉ số thông minh làm giàu cho trẻ gồm 5 cuốn: để không tốn tiền mua, giá trị của lao động, giá trị của những món đồ, lợi ích của tiết kiệm và tiền không tự sinh lời. Đây là những câu chuyện dễ hiểu với những hình ảnh minh họa bắt mắt, sinh động, sẽ là trợ thủ đắc lực cho ba mẹ trong việc định hướng đúng cho con về những vấn đề liên quan đến tài chính. Khi mà chị kính cẩn cầm bộ sách trên tay thì điều ấn tượng nhất đó chính là màu sắc rất là bắt mắt và vô cùng rực rỡ. Ngoài ra các cái nhân vật trong bộ sách này cũng vô cùng gần gũi và đáng yêu với các bạn nhỏ của chúng ta. Ví dụ như là trong cái bộ sách này thì chị kính cận thích nhất là cái cuốn Lợi ích của tiết kiệm. Lợi ích của tiết kiệm là câu chuyện về bạn heo mập. Bạn heo mập rất là thích ăn các đồ ăn vặt nên là cứ ra cổng trường là bạn ấy lại đòi mẹ mua bim bim. Thế rồi một ngày thì mẹ bảo cậu là ăn nhiều bim bim có hại cho sức khỏe. Thay vì đó bạn heo mập có thể bỏ số tiền này vào để tiết kiệm. Và sau một năm sau bạn heo mập đã nhận được một cái món quà vô cùng là bất ngờ. Đó là bạn ấy để dành được một số tiền rất là lớn. Và bạn heo mập dùng số tiền đó để đi mua một cái máy làm sữa đậu nành về. Cuốn Để không tốn tiền mua là câu chuyện về anh em nhà bạn gấu nâu rất thích ăn mật ong. Nhưng mẹ gấu nâu vất vả lắm mà mỗi tuần chỉ kiếm được một hũ mật nhỏ. Gấu nâu đã đi ăn trộm mật ong và bị đàn ong thợ đốt cho sung vù cả mặt. Biết mình làm sai, gấu nâu đã xin lỗi chị ong mật và mời chị đến làm tổ ở vườn nhà mình. Chị ong mật có thể hút mật từ những vườn hoa ngát hương mà anh em nhà gấu nâu đã dày công chăm sóc. Đổi lại, chị có thể tặng mật cho gấu nâu. Như vậy, nhà gấu vừa có mật ong lại không phải vất vả đi kiếm hàng tuần nữa. Những câu chuyện trong bộ sách giáo dục của FQ chỉ số thông minh làm giàu cho trẻ rất là thú vị phải không nào các bé? Chị kính cẩn tin rằng với bộ sách này thì bố mẹ và các bé không chỉ có những thời gian chất lượng bên nhau mà thông qua đó các bé còn có thể học được rất là nhiều những cái tính cách tốt, ví dụ như là tính cách tiết kiệm, biết tận dụng những món đồ chơi cũ hoặc là tiêu tiền làm sao cho hợp lý. Ngoài ra chị kính cẩn tin rằng bố mẹ và các bé cũng sẽ học được thêm rất là nhiều những bài học hữu ích trong bộ sách này đấy.